Nhã Phương lần đầu xuất hiện cùng Trường Giang sau gần một tháng bí mật sinh con. Tin Nhã Phương có bầu và bí mật sinh con được lan truyền trên mạng. Mới đây, hình ảnh Nhã Phương và Trường Giang được khán giả chụp lại ở Vũng Tàu. Sau gần một tháng xuất hiện thông tin Nhã Phương đã sinh hạ con gái đầu lòng tại thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều nay ngày 11 tháng 2, hình ảnh được cho của cặp đôi đã được khán giả truyền tay nhau nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Được biết, đây là hình ảnh một khán giả ghi lại được ở Vũng Tàu. Trong bức hình, có thể thấy rõ gương mặt nam diễn viên hài sứ Quảng. Tuy nhiên, người con gái ngồi bên cạnh anh lại bị che lấp khá nhiều. Vậy nhưng, số đông khán giả vẫn khẳng định đó chính là Nhã Phương. Bởi dựa vào diện mạo từ nhìn phía xa hoàn toàn giống với nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Đáng nói, ở một bức hình khác, khi phát hiện có người chụp hình, Nhã Phương đã cúi đầu xuống để né tránh ống kính, còn Trường Giang lại thể hiện thái độ khá tức giận. Trước đó, vào ngày 22 tháng 1, một nguồn tin thân cận tiết lộ đã vô tình gặp Nhã Phương tại một bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết thêm bà xã Trường Giang đã sinh con gái. Tuy nhiên hiện tại, những thông tin này, hình ảnh về con gái đầu lòng của nữ diễn viên và Trường Giang được bảo mật tối đa. Phía cặp đôi cũng chưa lên tiếng hay chia sẻ thông tin này đến khán giả. Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng với Trường Giang. Một nguồn tin tiết lộ Nhã Phương mới sinh con gái ở một bệnh viện quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 1. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Nhã Phương đã sinh con gái vào ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nữ diễn viên đăng ký sinh tại phòng VIP với giá khá đắt đỏ và thông tin được bảo mật nghiêm ngặt. Phía Nhã Phương và Trường Giang đều im lặng, từ chối trả lời về thông tin này. Trước đó, tin Nhã Phương mang bầu đã râm ran trong hậu trường khi cô và Trường Giang tổ chức lễ đính hôn ở Hội An. Sau đó, trong một số sự kiện, hình ảnh nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã lộ vòng hai lớn. Bạn thân Trung Quân khẳng định điều này trong buổi họp báo ra mắt album. Mới đây, nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh chia sẻ thông tin Nhã Phương đã mang bầu khi quay phim. Phía Nhã Phương, Trường Giang đều tránh nhắc đến chuyện mang bầu. Cô còn khẳng định không đồng ý để nhà sản xuất dùng chuyện cá nhân để làm truyền thông. Nhã Phương và Trường Giang làm lễ đính hôn vào cuối tháng 8 tại Quảng Nam. Nhiều nguồn tin khi đó khẳng định Nhã Phương đã mang bầu 3 tháng. Do đó, cô phải hủy vai diễn trong phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời. Trường Giang và Nhã Phương tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 9. Trong ngày vui, Trường Giang xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc vì đã đến được với Nhã Phương sau nhiều sóng gió. Anh khẳng định sẽ không để mọi người thân thất vọng về tình yêu của mình. Chúng tôi không dễ dàng có được hạnh phúc này. Tình cảm của tôi và Phương đã trải qua bao sóng gió, không phải chứng minh với ai nữa, Trường Giang khẳng định khi đó. Trường Giang hẹn hò với Nhã Phương sau khi hợp tác chung phim 49 ngày. Ba năm yêu đương của cặp đôi gặp nhiều sóng gió vì tính đào hoa của cây hài quê Quảng Nam. Trước khi cả hai về chung nhà, Trường Giang bị Quế Vân, nam em tố phụ tình. Sau tất cả, nam diễn viên hài khẳng định chỉ yêu một mình Nhã Phương và không để yên cho ai nếu làm ảnh hưởng đến bạn gái. Trấn Thành và Harry Won kỷ niệm 3 năm yêu. Chàng khoe ảnh ngọt ngào, nàng hạnh phúc nhắn nhủ, cảm ơn đã yêu tôi nha. Harry Won và Trấn Thành đã kỷ niệm 3 năm yêu nhau theo cách đơn giản nhưng cũng đặc biệt nhất. Hôm nay, ngày 11 tháng 1, Trấn Thành và Harry Won thu hút sự chú ý lớn từ khán giả khi cùng đăng ảnh hạnh phúc bên nhau để kỷ niệm 3 năm yêu, nếu như trên Instagram cá nhân. Trấn Thành chỉ để lại dòng chia sẻ ngắn gọn, "We met 3 years ago." Chúng tôi đã gặp nhau cách đây 3 năm, thì Harry Won lại dành nhiều tâm sự hơn để nói về ngày đặc biệt này. Không chỉ đăng cùng một bức ảnh với Trấn Thành, Harry Won còn chia sẻ tường tận lại những việc mà cả hai đã làm trong kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Nữ ca sĩ cho biết, vợ chồng cô đã quyết định ăn sang để chúc mừng ngày đặc biệt này. Tuy nhiên, vì cả hai cùng tham ăn nên ăn tối ở hai nơi, đến mức ăn xong phải về nhà nằm trên giường thở vì không thể giật được. Hai vợ chồng như một cặp heo yêu nhau, hai đứa cười hí hí chọc ghẹo, nói chuyện hoài để đối phương không được ngủ. Nếu ăn xong ngủ liền là cái hậu quả đó ai chịu nổi. Harry Won viết, không những vậy, ở cuối dòng trạng thái, người đẹp còn để lại lời nhắn nhủ đầy tình cảm với Trấn Thành, cảm ơn đã yêu tôi 3 năm qua. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12, Trấn Thành cũng đã chia sẻ khoảnh khắc mặc áo đôi cực tình tứ bên Harry Won cùng dòng trạng thái ngọt ngào. Yêu em bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Để kỷ niệm 2 năm ngày cưới, đặc biệt nam MC còn dành tặng bà xã loạt đồ hiệu đắt đỏ đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Có thể nói,
Sau nhiều sóng gió trong khoảng thời gian yêu nhau đến khi về chung một nhà, đến nay, vợ chồng Harry Won Trấn Thành đã trở thành cặp đôi được nhiều khán giả phải ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân quá hạnh phúc. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm, tình cảm đặc biệt. Sau 3 năm yêu nhau và 2 năm về chung một nhà, Harry Won Trấn Thành luôn nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả bởi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Từ khi bye bye kiểu tóc mái này, Harry Won thăng hạng cả nhan sắc lẫn phong cách. Kiểu tóc không có mái dường như khá hợp với khuôn mặt của Harry Won. Nếu như trước kia, Harry Won thường xuyên để tóc mái thưa theo phong cách Hàn Quốc thì dù đi sự kiện hay đời thường, thì hiện giờ cô nàng bỗng đổi hẳn sang phong cách không để mái. Có thể thấy, việc không để mái mưa đã giúp cho nhan sắc của cô nàng thay đổi hẳn, không những đẹp hơn mà còn thu hút hơn gấp nhiều lần. Với phong cách thường ngày, Harry thay vì để mái thưa, lòa xòa thì nay đổi sang mái phồng hay hất hẳn sang một bên. Kiểu tóc này không những làm sáng mặt mà còn giúp Harry nhìn đằm thắm và yêu kiều hơn. Cùng với việc thay đổi kiểu tóc, các sự kiện gần đây Harry Won cũng không chọn cách trang điểm trong veo như trước kia nữa mà chuyển sang phong cách make up đậm đà, sắc nét hơn. Trong sự kiện mới đây, Harry Won ghi điểm với kiểu tóc chải bốc cùng kiểu trang điểm đậm nét. Bên cạnh đó, phong cách của cô nàng theo thời gian gần đây cũng giành được nhiều lời khen ngợi từ phía truyền thông. Cô nàng nhìn tỏa sáng hơn hẳn so với kiểu tóc mái thưa, lòa xòa trước kia. Phong cách thời trang của Harry Won cũng giành được nhiều lời khen ngợi. Thay vì chọn kiểu váy bồng xòe công chúa như trước kia nữa, thì nữ ca sĩ thường xuyên chọn những thiết kế gợi cảm như hở vai hay xẻ sâu điệu đà. Có thể thấy, từ khi đuổi kiểu tóc, Harry Won ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách của mình. Trường Giang chia sẻ, đến giờ tôi vẫn còn chút bỡ ngỡ sau khi cưới Nhã Phương. Tối ngày 25 tháng 11, tập chính của chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi đã lên sóng với những tiểu phẩm tình huống đầy hài hước và hấp dẫn. Như thường lệ, trước khi bước vào tiểu phẩm tình huống cùng khách mời, các nghệ sĩ trong chương trình sẽ bước ra chào khán giả với thứ tự Trấn Thành, Trung Dân, Xuân Bắc, Tự Long và Trường Giang. Thấy thứ tự xuất hiện này lặp đi lặp lại quá nhiều lần, Xuân Bắc thắc mắc, đây đâu phải cách sắp xếp bắt buộc đâu mà lần nào chúng ta cũng đứng theo thứ tự này nhỉ? Trấn Thành nghe vậy liền đáp, dạ thưa anh, vạn sự đều phải xuôi theo phong thủy. Sau đó anh chăm chọc Hoài Linh, có bao giờ anh nghĩ trong đường đời xô ngã với những bộn bề lo toan, anh em chúng ta chỉ có tà áo đơn giản, nhưng vị giám khảo ngồi dưới kia lại mặc hàng tá hộp đè nặng lên bờ vai, chưa bao giờ anh ta lộng lẫy đến như thế. Lời nói của Trấn Thành khiến mọi người đổ dồn sự chú ý sang Hoài Linh. Với chiếc áo vest đỏ nhung, đính đầy hạt cườm lấp lánh khiến anh phải vội thanh minh. Cái áo này không phải là tôi may. Tôi thì tôi không thích mặc mấy thứ đồ này. Nói thật tôi chỉ thích mặc áo bà ba ngồi làm giám khảo thôi. Nhưng đứa làm áo chơi hơi nặng tay, như hộp bán sĩ vậy. Xuân Bắc nghe vậy liền hỏi đầy ẩn ý. Mặc thế này có phải phụ thuộc vào phong thủy không anh? Hoài Linh chối luôn. Đời nào tôi biết phong thủy là gì. Nhưng sau đó Hoài Linh lại nói hớ, nhưng tôi mệnh thổ nên mặc màu đỏ cho hợp. Sau khi trò chuyện với Hoài Linh, Xuân Bắc quay sang Tự Long hỏi Tự Long, anh có thể bật mí về căn phòng mà hôm nay anh sẽ mở ra trong chương trình hôm nay không? Tự Long trả lời dõng dạc, phòng của tôi có thể về chủ đề gia đình. Nghe vậy, Xuân Bắc liền chuyển tầm ngắm sang hỏi Trường Giang. Nhắc tới chủ đề gia đình, tôi xin hỏi Trường Giang bạn đã nghĩ thế nào về gia đình mới cưới? Trường Giang nghe xong câu hỏi cảm thấy khá bất ngờ, không muốn trả lời. Hoài Linh thấy thế phải động viên. Đâu có sao, em cứ trả lời bình thường. Khi em lập gia đình được, mọi khán giả đều vui mừng, ủng hộ em, thế là vui rồi. Trường Giang sau một hồi ngại ngùng, nghe lời động viên của Hoài Linh xong mới nói. Đến giờ tôi vẫn bỡ ngỡ sau khi cưới Nhã Phương, nhưng tôi nghĩ khi đã tìm được người phù hợp rồi thì phải cưới ngay thôi. Giống anh Hoài Linh từng nói, cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày Xuân Bắc gièm pha. Đợi Trường Giang nói xong, nghệ sĩ Trung Dân mới lên tiếng. Trường Giang đang nhắc nhở Xuân Bắc đấy, ở đây ai cũng lập gia đình rồi,
Nhưng Trường Giang là người mới cưới, nên tôi nghĩ Trường Giang sẽ sút cân trong thời gian tới. Trấn Thành nghe vậy liền phản bác: sao em cũng mới lập gia đình mà lại mập ra? Trước câu hỏi của Trấn Thành, nghệ sĩ Trung Dân đã đụng đến một vấn đề khá nhạy cảm. Ông nói, nếu mới lập gia đình mà mập lên là có vấn đề. Vì mới lập gia đình thì cường độ yêu sẽ cao, yêu nhiều sẽ gầy đi. Trấn Thành mập lên thì chứng tỏ là yêu ít.